Kính chào cộng đoàn. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội vui mừng mừng lễ các thánh nam nữ. Giờ đây mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì nước trời là của họ phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao đó là lời chúa kính thưa công đoàn Chúng ta đã bắt đầu bước vào tháng 11. Hội Thánh dành riêng tháng này để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Khởi đầu, Hội Thánh mời gọi chúng ta mừng kính lễ các thánh nam nữ, như muốn cho mỗi người chúng ta hãy vui lên. Hãy chúc tụng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban thưởng nước trời cho những ai đã tín chung với Ngài cho đến cùng. Đồng thời mở ra cánh cửa hy vọng cho những người tin vào Chúa cũng là sẽ được Chúa đón nhận vào vương quốc của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, câu cuối của bài tin mừng hôm nay là anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả thật, các thánh ở trên trời đang hưởng niềm vui mừng lớn lao, niềm hạnh phúc vô biên bởi vì các thánh đã sống tinh thần tám mối phúc cách trọn hảo. Nhưng thực tế, trong tám mối phúc ấy có những mối phúc xem ra ngược với suy nghĩ tự nhiên theo kiểu của con người. Có phúc ở chỗ nào khi mà bị người đời bách hại, xỉ vả và vu khống đủ điều xấu xa? Thử hỏi, nếu chúng ta bị người đời xỉ vả và vu khống đủ điều xấu xa, chúng ta có để cho họ yên không? Chúng ta có xem đó là mối phúc không? Mời cộng đoàn nghe lại lời của Chúa Giêsu nói phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính vì sống công chính phúc thay anh em khi vì thầy vì thầy mà bị người ta xỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa như vậy các thánh đã sống công chính đã thực hiện ý muốn của thiên chúa đã vì chúa mà chấp nhận những thiệt thòi thua lỗ bị bách hại và vu khống Chính những lúc phải đối diện với những thử thách, những đau khổ và cả cái chết là lúc các thánh để cho Chúa chiếm trọn con người của mình, để cho Chúa điều khiển con người của mình và chỉ chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho hội thánh những chứng nhân, những vị thánh trung tín và thánh thiện, những vị thánh đầy lửa yêu mến Chúa, đã can đảm trải qua những cơn thử thách lớn lao, để hôm nay chúng ta có một hội thánh khải hoàn trên nước trời kính thưa cộng đoàn chúng ta hãnh diện về cộng đoàn các thánh trên thiên quốc nhưng cũng là dịp để mỗi người nhìn lại mình trong cuộc sống hiện tại tôi đã và đang làm gì để đạt được hạnh phúc nước trời tôi có sống hiền lành không có biết xót thương người không có nỗ lực xây dựng hòa bình không và có khát khao nên người công chính không nếu chúng ta đã phần nào thực hiện được một trong những điều đó thì hãy cố gắng hơn để tiếp tục thực hiện các mối phúc khác. Nếu chưa thực hiện được thì xin các thánh trợ giúp chúng ta để ngay hôm nay chúng ta quyết tâm và can đảm sống các mối phúc Chúa Giêsu đã dạy. Có như thế, chúng ta mới hy vọng cùng các thánh hưởng tôn nhan Chúa trên nước trời. Amen.